Xin chào quý vị, xin chào ông bà cô chú và các bạn đang xem trên kênh Giấc Mơ Mỹ nha. Hôm nay đi làm về sớm rồi ra sau nhà nấu ăn. Đó. Hôm nay là bà xã nấu việc à. Hôm nay vợ em làm món vịt kho gừng nha quý vị. Ra ngoài nấu ăn cho nó đỡ hôi trong nhà ha. Mùa hè ra ngoài nấu ăn đó, nó đỡ hôi trong nhà. Đây là vịt này nha quý vị đó, ốp trong nhà rồi giờ đem ra ngoài sân, đem ra ngoài sau nhà kho. Chiều nay nhà em ăn cơm với vịt kho rừng. Trời ơi, bỏ gừng bỏ tẩu vô cái nó thơm liền rồi nè. Sâm nhà em hai chồng đi làm gì sớm cái rước sâm đi học về lại sao nấu ăn. Xem đang chơi gì vậy ạ? Hả? Đang chơi gì? Hôm nay đi học vui không? Đâu nhìn đây coi, chào ông bà cô chú coi. Đi hôm nay sâm đi học vui không? Vui hả? Dạ. Sâm hồi tưới rau đi sâm nha. Trời dịu dịu cái con tưới rau nha con. Qua quay rau cho quý vị ông bà cô chú xem nè. Quế nhà em bữa nay lên tốt quá quý vị ơi. Nào, ăn phở hủ tiếu là có quế rồi nè nha. Cái này có em trồng vô cái xô này có một hai cây mà nó lên về đây nè. Kim nó xuống nó lên, còn bên đây là dưa leo. Đó, dưa leo có trái nha quý vị. Trái nhỏ nhỏ bằng đủ đũa nhóc hết trơn rồi nè. Trồng con mấy dây mà nó tốt quá trời luôn á. Có trái nè, trái bằng đủ đũa nhỏ nhỏ cũng nhiều lắm quý vị. Cái bồn này em chôn mấy cái đầu tôm đầu cá xuống á. Năm ngoái chôn mấy cái đầu tôm xuống nên năm nay trồng dưa leo vô ngay đây trời nó tốt quá trời luôn á. Trời ơi, mẹ làm thơm quá Sam ơi. Còn cái này là lá mơ. Đó, lên thùm lùm luôn rồi nè quý vị. Hôm nào ấy lá mơ này mình ấy mình chiên trứng ăn em. Nghe anh Năm với mấy anh nói là chiên nó ăn ngon lắm. Trứng với lá mơ mình sắc mình chiên ngon lắm. Ở nhà em lá mơ lên nhiều rồi nè quý vị. Lá mơ này trồng là mùa đông giống như là nó chết vậy chứ thật sự nó không có chết nha. Lá mơ này mình trồng cái bắt đầu cái mùa hè nó lên lại hả. Đó, cái này là kho nguyên một nồi thịt vịt. Cái này là hai con phải không em? Dạ. Yeah. Này là hai con nha quý vị. Hai con vịt. Vịt này là ở dưới chạy gà chạy vịt của anh Đoàn nè, đó anh gửi cho hai con vịt ăn. Mùa hè cái mình nấu nướng gì mình ra sau nhà nấu nó đỡ hôi nhà, ra ngoài enjoy rồi hít thở không khí trong lành. Thôi sao ơi, không mấy con cắt rau đi xem, cắt mớ rau anh à, để cho cắt cho. Đó, đây là rau húng cây húng lũi nha em nè quý vị. Rất là tốt nha, ăn lúc này là có rau ăn thoải mái luôn á quý vị. Đó, bên trong đây là dập cá. Đó, rau dắp cá. Đó, còn quế nè, cũng quế đó quý vị. Đó, có ăn phở cắt ăn rồi đó, có cắt ăn rồi đó. Đó, trồng ghim tốt hết sức á. Năm nay thì trồng mấy cái ớt này nó lên hơi trễ, đều đẹp quá. Đó, còn này là hẹ này nha quý vị. Đó, cái này là hẹ. Hả? Không cây không lũi tốt quá trời. Không kêu cái gì à, Còn này là bạc hà. Hai chậu, tính trồng hai chậu nhưng mà mới nhổ chậu rồi. Trồng cái ớt với cái ấy qua đây luôn. Còn cái này là bạc hà nhà em nè. Trồng một chậu này thôi. Ồ, nó bắt đất nó tốt quá trời.
này là cây ớt, ớt xả, xả trồng chơi thôi chứ ăn uống có bao nhiêu đâu. Xong lại lá à. Đây nè, còn cái này là ngò ôm này nha quý vị. Đó, mấy chị mới cho đem về gầy ra nè. Rồi nó nhảy con nhóc chân luôn, ngò ôm. Nó nhảy con ra quá trời luôn. Thấy vậy chứ vài bữa mà nó lên là ăn không hết luôn đó nha. Thường ăn phở, hủ tiếu cái mình có húng quế, có ngò ôm. Ăn đây cái ớt. Còn ngày hôm nào nó bún riêu đi em, có tía tô nè. Quá trời tốt. Quá trời đã chưa. Xăng mua. Để cho các keo nha. Chắc mới rau để hồi ăn cơm với thịt vịt kho. Ồ, rau nó tốt quá trời tốt luôn á. Trời ơi, nó non nhút luôn á ha. Non nhút luôn đây nè. Trồng gì đây mà cái này nói vậy trồng gì đâu thì kim vậy chứ ăn năm này qua năm nọ luôn, cứ tới mùa hè cái nó mọc lại à, cái trồng chặt gì đâu, đổ phân vô chút xíu vậy thôi, quá trời tốt luôn. Thơm không? Trời ơi, cái nồi thịt vịt kho rừng nha quý vị. Bữa nay là ăn hết nồi cơm luôn rồi. Thơm á ha. Nhưng mà mình nghe thơm với mấy đứa Mỹ mà nó dẫn chó đi ngang đây kho vịt với nước mắm, được biết nó cái mùi nó thơm hay là nó hôi đây nó không biết nữa. Xăm cái này xăm tứ rau này nha ông bà cô chú. Dỗ chơi về phụ cha mẹ tứ rau rồi đó nha. Mấy con tứ qua bên hẹ luôn á xem. Đó, hẹ bên đây nè, đám hẹ đây nè. Bên đây nè con. Cắt rau xong rồi, chắc này là xăm tứ rau đó nha quý vị. Đứng như đó tứ được á. Được rồi, tưới bên đây cho nhiều cho đi con. Bên đây trời nắng nhiều nè, sợ nó ấy. Xăm 21 triệu đi học về xong ra đây tưới rau cho cha nha, nếu mà cha đi làm gì trễ á nha. Được không? Đâu nhìn lên đây coi, cười lên coi. 31 mà buổi chiều đi học về ra đây tưới rau cho cha được không? Dạ được. Dạ được. Cha đi làm việc trễ xăm tứ rau cho cha nha. Đó. Nói chứ tập làm từ cái việc nhỏ nhỏ này nè, giờ mới mốt chuẩn bị là tập cho nấu cơm nữa đó. Nấu cơm. Xăm nấu cơm được hả? Đó, ăn cơm bây giờ là dọn chén nè, với cơm nè. Giỏi. Con tứ qua bên đây nè con trai, bên đây hẹo nè, đúng rồi đó con. Cắt rau ăn, rửa rau, lấy nước để dành tưới rau trở lại. Cái nước mà mình rửa rau là để lại tưới rau nó cũng tốt nữa quý vị. Dạ. Cái gì con? Dạ. Muốn này, cha muốn lấy này không? Cái nào con? Cái này. Ok. Chờ cha xíu nha.
cạn rồi nè. Nó được rồi. Trời nó thơm mà. Thơm quá hả? Thịt vịt kho gừng nha quý vị. Ở cái bữa nay là no ăn hết nồi cơm luôn á. Quá trời thơm, mùi rừng thịt kho. Xem giờ vô tắm rửa ăn cơm nha. Vịt chín đây nè. Vô ăn cơm. Xăm phụ cha mẹ đó nha. Ôi, đâu chậm lại coi cho coi ngon không xem. Thơm không? Dạ. Thơm phải không? Dạ. Rồi chuẩn bị ăn cơm nha. Dạ. Xăm nhà em là nhờ được rồi nha quý vị. Ăn cơm giờ là dọn chén rồi, phụ cha mẹ dọn chén ăn cơm rồi đó nha. Vào với cơm hả con? Dạ. Được không? Nào, với cơm coi. Cho mở lên nha. Đó, cha ăn nửa chén nha sao? Cha nửa chén nha. Bới đi con. Cầm chén này hoàng lại nè. Giỏi chưa? Con trai cha giỏi chưa? Nhờ được rồi đó. Bới đi con, bới đi con. Rồi. Ok. Bới cơm cho mẹ, bới cơm cho Sam đi. Ăn nhất cả, bao nhiêu? Vừa vừa giống cha vậy đó. Ít cả, bao nhiêu? Cả cha thì ít hơn. Cả cha, ít hơn. Dạ. Ồ, canh gì mà lạ vậy? Canh tàu hũ trứng cà chua. Thôi ai không biết. Canh này là canh cà chua tàu hũ trứng nha quý vị. Giả chiến thôi, nấu nhanh gọn lẹ để ăn cơm chiều. Đó, dạ. Này canh cà chua đậu hũ trứng. Đúng rồi. Đó, qua ăn cơm. Sàn cái áo lên đi chuẩn bị ăn cơm nè. Đó. Xong rồi chưa? Rồi giờ xong rồi. Xong mời ông bà cô chú các bạn ăn cơm với nhà mình đi. Dạ mời ông bà chú ăn cơm. Cơm với mẹ, với cha mẹ với con nha. À con ăn cơm gì nè? Ăn cơm với dạ thịt vịt kho rừng. Thịt kho rừng. Cơm này canh gì? Canh chua. Canh cà chua. Canh cà chua. Tàu hũ trứng. Canh này chỉ nấu giả chiến là cho canh, nhanh gọn lẹ quý vị ơi. Đó là canh của con thích lắm á. Xăm thích canh này hả? Dạ. Thôi mời quý vị nha. Mời ông bà cô chú các bạn dùng cơm chiều với nhà của em. Đó, cây nhà lá vườn thôi quý vị ơi. Đó. Rồi, mời quý vị. Đó, canh này là nấu giả chiến thôi. Có đi. Ủa anh cái đùi nó nè. Cái đùi đen không? Có cái đùi vịt cho con đây thôi. Cái gai gai cho xem ăn nha. Con thấy nhanh nha. Hẹo không? Hẹo. Này con. Cuốn lại. Cuốn lại cho nó gọn gàng nha. Dạ. Ông bà cô chú khen xăm ăn gao Việt Nam giỏi quá trời ai cũng khen cho anh kìa. Được không? Thôi ăn luôn đi, chan nước mắm vô. Con phải cuộn lại. Được không con? Dạ nè. Để cho chấm lại nữa. Đây. Xăm cuộn rau chưa được chọn, chưa được gọn gàng cho lắm. Có trên cục xương á, nghe đó có cục xương đúng rồi. Mình bỏ xương nha con. Ngon không? Mẹ nấu ngon quá ha. Cái gì con? Lấy muỗng hả? Muỗng hả? Chăng hả? Ăn căng á. Ăn muỗng. Ok. Lấy một hai cái muỗng qua không? Không, một cái muỗng ha. Mẹ cho ăn đũa nữa.
Rồi lấy hai muỗng đi con trai, hai muỗng đi con. Để hả? Tao lấy cho xong miếng cải ăn. Thành chưa biết á, Thành chưa biết á. Cho giúp cá nữa. Được không? Cái miệng sát vô, không hiểu. Được không? Lúc này bên đây đi làm về á, về tới nhà mà trời vẫn còn sáng trưng rồi quý vị. Nó vô mùa hè đó, bên Mỹ vô mùa hè tới 8 giờ mấy trời nó bắt đầu mới sắp tối. Đâu anh ăn cải chưa anh? Ngon, cải ngon không? Cải này gói bánh xèo thôi, hay bánh tét rồi hết rồi. Cải này thôi thôi, ăn gì cũng ngon, chấm rau. Con cải này không? Thử đi, trời đó giờ chưa có nào. Được, con không có bán đâu. Cải này rất là ngon á. Nè, thôi cái này nhiều quá, để cho ăn nha. Cái gói cho con hả? Ngon, hai thử cái ngon hai cái được rồi. Rồi chấm cái đó, cắt miếng thịt, miếng cơm vô. Ngon lắm mà. Cái này rất là ngon. Ăn nó stronger xem. Miếng cơm vô. Đúng không? Ngon đúng không? Sao gớt luôn hả xem hả? Cái này của ai biết không sao? Mẹ mua cho. Ăn như mẹ mua chồng đó, mẹ mua chồng giao đó. Mình cải thịt nạc cho xem mà. Thái rồi. Phải ăn cải rồi kìa. Đây là nguyên cục thịt nạc rồi con. Con không ăn đùi cho mẹ ăn đi. Em ăn đi. Mày có rau cho xăm hả? Xăm đoạn cải. Cải ngon quá trời luôn mà. Thì lấy cái kéo cắt miếng thịt cho nó không em? Này con. Thịt vịt này nó hơi dai dai chút xíu. Xăm xé cắn hơi khó khăn. Để mẹ cắt ra cho nha. Dai mới ngon nha. Dai là nó đi bộ quá. Dai mới ngon chứ. Đúng không? Chắc cái dai đùi mới không gà. Chắc cái đùi nó nên chạy bộ quá. Con này cho em con cũng dai. Nè ăn đi, ăn đi. Em cắt nó đây không? Này. Ăn được không? Cải nha. Cải không? Cải hẹ hay dấp cái nè. Cái này không cay nè. Ngon lắm á. Nè ăn ăn vô cho ông bà cô chú các bạn coi coi. Đó, không cay nè. Rồi được rồi, bỏ miệng luôn. Chấm. Chấm. Thiền chính nước mắm nha. Cho gọn lại. Cây chén cho con để nhiễu con. Ngon không? Lấy cái muỗng múc đi. À, lấy muỗng múc ăn đi con. Nha, lấy muỗng múc cơm ăn. Bây giờ có gói cơm ngoài á. Cái đồ đũa cơm không? Ăn rau nhiều vô. Ăn rau tốt cho sức khỏe. Con thích không?
Đây đây đâu không cái đó thương. Ở Mỹ này cái mùa hè này thấy nhà nào cũng có trồng rau hết trơn quý vị ha. Vừa có trồng rau giống như là cái thú vui vậy đó. Để sáng ngày thức dậy cái ra ngoài vườn, ở chiều đi làm về cũng ra ngoài vườn tưới rau. Rất là vui. Dài ngon. Dài ngon hơn. Mà được cái nữa không, trồng rau có rau sạch mình ăn. Mà rau thật sự nếu mà nói mình đi chợ mình mua nó cũng không có rẻ đâu. Không, bình thường ra ngoài chợ mình mua rau cũng mắc lắm chứ không có rẻ. Ở Mỹ thịt ra đồ thì nó rẻ thôi chứ mà rau thì nó mắc. Mùa hè này mình trồng rau gì mà có rau cái mình ăn. Vừa ngay từ từ nha. Vừa giống như cái thú vui mình trồng rau mà vừa lại có rau sạch, rau ngon để mình ăn nữa. Quý vị coi nè, nó hẹ rau cải đồ cái nào cũng ngon chứ, tươi xanh. Rồi. Canh nữa không? À cơm nữa không? Không, với canh. Cơm canh. Canh hả? Thì bới lên cơm đi. Canh ngon nè. Canh ngon lắm nha. Thì bới lên cơm. Thì con ăn bao nhiêu con bới? Nhanh ngon. Con bới này còn bỏ bớt nè. Chân canh gì đó. Xíu không biết được. Ngon chưa? Càng canh nhiều. Canh nhiều mà cơm ít. Ok. Tại cơm nó no liền lắm. Sam là thích ăn canh đậu hũ với cà chua với trứng. Con thấy canh canh CV đó là canh cà hủ dăm biển, canh cà hủ về canh này, về canh chín, ok sao? Rồi con ăn đi. Nhìn về canh đỏ, canh đỏ gì hả? Sam mà bà cô chú ăn, ăn canh đi. Canh đỏ nữa. Cuối giờ. Cuối giờ nữa. Con đâu không thấy nữa. Nó kêu mày nhờ. Những cái này quá ngon luôn rồi. Quá ngon. Thành công nó luôn. Khó luôn. Cái này khó thành công á. Vậy hả con? Là khó ăn cơm. Để ăn cơm đi nha. Này ngon mà. Ở Mỹ rau sống thì tính ra nó mắc hơn thịt nha quý vị. Ăn rau thì mắc hơn thịt á. Mua rau này cái trồng. Mua rau thì trồng thôi chứ nghĩ thì chắc nó bán rồi. Nó ngon quá không? Nó ăn ăn cơm xong rồi gọt trái cây ăn nha. Này là dưa lưới nha quý vị. Rồi trái này ngon nè. Hộp nhỏ xíu nữa nha. Nó dày cơm kìa không. Cái này là dưa lưới nha quý vị. Đó, ăn cơm xong chắc này là gọt trái cây ăn. Này sắc từng miếng nha em, từng muối nha. Nó đã chưa, đã cho trôi. Ôi, đâu thử coi nó ngọt không cái đã. Chứ, ủa anh không cắt ở trên hả? Cái gì? Bỏ này mà. Cái hộp này hả? Tính bỏ sao? Về xếp ra luôn nha. Dạ. Cái này lấy hộp này dục ra ngoài. Thì nó lên được cái bộ. Lên không? Lên. Thấy bên nằm như chồng mà ăn bỏ hộp bên chị, bên chị Nhung năm ngoái chị chồng ra trái nhỏ vậy nè. Bữa mình đi chơi đó. Đã mà vậy? Kỳ đó hình như tháng 8 nó mới ra cọn đây nè. Cái này dưa lưới nha quý vị. Rất là ngọt ngon. Thử chưa ăn cũng chưa biết nữa. Nhưng mà bình thường ăn rất là ngọt nha. Nè,
xong thử trước đi. Ê, vậy mai mốt mình ăn cái nào ngọt cái mình mẹ thử coi. Ngọt. Ngon thiệt đó. Ngon nha. Ăn cái ngọt. Ngọt mà giòn. Nãy ăn cơm với canh ngon quá giờ chỉ cay hết nổi à. Cắn cái không? Cái là ngọt, cắn miếng này nữa. Ngon quá hả? Ngon mà. Cái này mình lấy giống về cho anh Tư trồng được không ta? Mới không? Quá trời ngọt luôn. Việt Nam có vô lưới mà em? Có. Mà hôm bữa em mua nó trúng hay cái trái cũng ngon. Nhiều lúc mà tại vì á, cái thổ nhưỡng giống khí hậu rồi sao? Việt Nam á, đợt vừa rồi á, nhà em đi về Việt Nam chơi á, mua dưa lưới ăn mà mua mấy trái ăn không có được ngọt. Thôi gọt trái cây ăn xong rồi rồi lên ngủ nha. Ngủ mai đi học buồn ngủ không? Học bài. Học bài quên nữa. Còn phải học bài nữa chứ. Đó không? Ok. Chân cái tỏi à? Không sao, không sao. Ăn đi. Cắt như chuyên nghiệp quá. Sao mà ăn hả con? Ngon rồi, nãy ăn canh ngon á. Ăn quá thì ăn canh luôn rồi. Ngon rồi. Mà canh ngon lắm không mà. Ngon không? Mẹ nấu ngon không? Ngon không? Dạ. Con này như ngon ha. Ngon quá không. Nhớ mùa hè năm ngoái ở thằng đi đâu bán cái dưa cũng ngon ha. Nó lộ dưa khác nữa, giòn, nhớ không? Giòn giòn, cũng uống lưới mà giòn. Nó giòn, giòn ăn giòn được mơ. Rồi, rồi video đã dài rồi nha. Cảm ơn quý vị ông bà cô chú đã xem video ngày hôm nay. Ngay cái này cho Sam chuẩn bị bài vở ngày mai đi học rồi. Sam bye bye ông bà cô chú đi con. Giơ tay lên, giơ tay lên. Cái này buồn ngủ hết ao rồi. Rồi dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn bà cô chú đã xem video ngày hôm nay nha. Dạ bye bye và hẹn gặp lại cái video tiếp theo. Bye bye. Dạ bye bye.